Bạn chờ đợi Bayern sẽ đụng độ Paris Saint-Germain, Barca sẽ phải từ chiến với Inter cho chiếc vé đi tiếp. Đáng tiếc là những kịch bản trong mơ ấy lại không xảy ra trong lễ bốc thăm vòng 1/8 UEFA Champions League. Đại đa số các ông lớn đều bốc được những lá thăm thuận lợi, nhưng vẫn còn đó những cuộc đối đầu nảy lửa. Với phút bù giờ của ngày hôm nay, hãy cùng nhìn lại lễ bốc thăm vòng knockout và những đánh giá ban đầu về các cặp đấu thuộc vòng đấu này. Sau khi buổi lễ bốc thăm diễn ra, đại đa số các quan chức cấp cao của đội bóng đều có một câu trả lời theo dạng văn mẫu. Họ là đối thủ mạnh, chúng ta cần phải tôn trọng họ, nhưng chúng tôi sẽ đặt mục tiêu và quyết tâm cao nhất cho những trận đấu tới. Nếu bạn đã chán nghe những phát biểu như vậy, chúng tôi sẽ đem đến những góc nhìn chân thật hơn từ các cổ động viên. Chắc hẳn một vài người sẽ cảm thấy vòng knockout sắp tới có vẻ hơi nhàm chán khi các đội bóng mạnh hầu hết đều né được những lá thăm khó. Nhưng biết đâu trong chính sự nhàm chán đó, bất ngờ sẽ xuất hiện thì sao nhỉ? Bayern Munich có thể thở phào vì những lá thăm may rủi không đưa họ đụng độ với những đối thủ khó chịu từ nhóm không hạt giống. Thay vào đó, hùm xám xứ Bavaria chỉ phải gặp Lazio, đội bóng đứng nhì của bảng E. Ngay sau khi có kết quả bốc thăm, Thomas Müller đã đăng tải một đoạn video trên Twitter với câu nói: "Thành Rome, chúng tôi đến đây, tiến lên nào FC Bayern." Sự lạc quan cũng là điều được ban lãnh đạo cũng như các thành viên của câu lạc bộ này thể hiện. Giám đốc thể thao Christoph Fern chia sẻ: "Chúng tôi hài lòng với kết quả bốc thăm. Lazio dù đang gặp khó khăn ở giải quốc nội, nhưng họ có thể thi đấu và cống hiến thứ bóng đá hấp dẫn nhất. Mục tiêu của chúng tôi luôn là vượt qua vòng đấu vào." Manuel Neuer tỏ ra thận trọng hơn: "Những đội bóng từ Ý luôn có ý thức chiến thuật không thể xem thường. Chúng tôi từng đối đầu với Lazio, dù chúng tôi là cửa trên nhưng không thể xem thường họ, đặc biệt là các cổ động viên từ Ý. Nhưng FC Bayern sẽ cố gắng giành chiến thắng ở cả hai lượt trận." Lần gần nhất Bayern gặp Lazio đã từ mùa giải 2020-2021 khi họ thắng 4-1 trên sân khách và 2-1 trên sân nhà. Trong khi đó, Arsenal gặp phải lá thăm khó nhằn hơn một chút là câu lạc bộ Porto. Có mặt ở buổi lễ, giám đốc thể thao của đội bóng Anh, Edu tỏ ra thận trọng. Ông đánh giá cao Porto vì đây là đội bóng luôn góp mặt ở Champions League và có kinh nghiệm ở đấu trường này. Dù vậy, Edu chỉ muốn cầu thủ tập trung và duy trì màn trình diễn ấn tượng như giai đoạn vòng bảng. Ông không đặt mục tiêu cụ thể cho Arsenal, chỉ là tiến sâu nhất có thể và cố gắng chơi thứ bóng đá đẹp mắt nhất có thể. Man City có thể là những người cười tươi nhất khi bước ra khỏi hội trường. Lá thăm mang tên Copenhagen quả thực quá thuận lợi cho nhà đương kim vô địch. Giám đốc bóng đá của họ Berigistan tranh thủ so sánh ngay FC Copenhagen với đội bóng hàng xóm. Họ nằm ở bảng đấu có Bayern, có Galatasaray và Manchester United. Họ chơi hay hơn Man United và cả Galatasaray. Họ đứng nhì bảng và lọt vào vòng knockout. Hãy cẩn thận với đội bóng này. Cặp đấu hấp dẫn nhất của vòng knockout Champions League chính là cuộc đối đầu giữa Napoli và Barcelona. Nhận định về đối thủ, Deco, giám đốc thể thao của Barca cho biết Napoli đang là nhà đương kim vô địch của Serie A và đây là một lá thăm khó cho Barca. Đội bóng xứ Catalan đang trải qua quãng thời gian khó khăn, nhưng Deco tin rằng vẫn còn nhiều thời gian để đội bóng của ông cải thiện phong độ trước khi trở lại với Champions League vào tháng 2. Trái ngược với sự phấn khích của các đội bóng, nhiều cổ động viên theo dõi buổi lễ bốc thăm lại cảm thấy hơi chưng hửng vì các cặp đấu. Trên mạng xã hội, nhiều cổ động viên không tiếc lời chê bai và gọi đây là kết quả bốc thăm tồi tệ nhất của vòng knockout của Champions League. Tất nhiên, với một kết quả bốc thăm cứ đều đều, không có những cặp đấu quá nhiều duyên nợ và cũng chẳng có những cuộc đại chiến như người ta kỳ vọng, các khán giả yêu thích drama rõ ràng không thể hài lòng được. Nhưng biết đâu bất ngờ sẽ đến từ những chàng David quật ngã gã khổng lồ Goliath thì sao? Người hâm mộ của Paris Saint-Germain chắc chắn đã toát mồ hôi hột khi nhìn vào những đối thủ mà đội nhà có thể gặp tại vòng 1/8 UEFA Champions League ở năm nay. Thế nhưng vận may dường như đã mỉm cười với họ khi gã nhà giàu nước Pháp chỉ phải gặp Real Sociedad, đội bóng được coi là dễ thở nhất. Dẫu vậy, đừng quên đại diện của Tây Ban Nha đã xuất sắc đứng đầu bảng đấu có sự xuất hiện của đương kim á quân Inter Milan. Và một khi đã bước đến đây thì đừng vội đánh giá thấp sức mạnh của họ. Paris Saint-Germain đã có thể đụng độ một đội bóng lớn như là Bayern, Arsenal, Real Madrid, Atlético Madrid, Man City hay Barca, nhưng lá thăm từ tay cựu trung vệ John Terry đưa Real Sociedad đến với nhà vô địch Pháp. Paris Saint-Germain chưa từng gặp Real Sociedad ở Cúp châu Âu. Thành tích tốt nhất của đội đang đứng thứ 6 La Liga tại châu Âu là bán kết Cúp C1 năm 1983, khi họ thua Hamburg. Còn nếu chỉ tính ở Champions League, Real Sociedad chưa từng đi xa hơn vòng 1/8. Đây thực sự là một lá thăm may mắn dành cho gã nhà giàu tới từ thủ đô nước Pháp, bởi rõ ràng Real Sociedad được cho là đối thủ nhẹ ký nhất trong số 8 đội bóng ở nhóm 1. Nhìn vào những Bayern Munich, Man City, Real Madrid, Barcelona hay Arsenal, việc gặp Real Sociedad thực sự là một tin không thể vui hơn dành cho Mbappe và các đồng đội. Tuy nhiên, Paris Saint-Germain hiện tại đang không có được một phong độ thực sự ổn định. Tại giải vô địch quốc gia, sau quãng thời gian khởi đầu có phần chệch choạc, đoàn quân huấn luyện viên Luis Enrique đã lấy lại được ngôi đầu.
và bắt đầu tạo nên khoảng cách về mặt điểm số với đội bóng đang xếp thứ hai là Nice. Dù chỉ có cho mình kết quả hòa trận đấu gần nhất trước Lille, đội chủ sân công viên các hoàng tử vẫn tiếp tục nới rộng cách biệt bởi Nice đã để thua trước Le Havre. Còn tại đấu trường châu Âu, trong bảng đấu mà họ được đánh giá cao nhất, Luis Enrique và các học trò đã phải rất vất vả mới có cho mình tấm vé thứ hai tiến tới vòng 16 đội. May cho họ là Newcastle đã không thể giành chiến thắng trên sân nhà trước AC Milan ở trận đấu cùng giờ. Và bàn thắng quý như vàng của sao trẻ Warren Zaïre-Emery kịp thời cứu họ. Nếu không, chính Paris Saint-Germain mới là những người bị loại. Vậy nên tâm lý chủ quan là thứ mà gã nhà giàu nước Pháp cần phải loại bỏ nếu muốn tiếp tục tiến sâu tại Champions League mùa giải năm nay. Sau buổi lễ, đội trưởng Marquinhos nói với Paris Saint-Germain TV về đối thủ của họ ở vòng đấu loại trực tiếp này. Trước hết, họ là đội bóng đang có phong độ tốt. Họ đã trải qua vòng bảng khó khăn khi phải đối mặt với một số đội rất mạnh và kết thúc ở vị trí đầu bảng. Sociedad là một đội mà chúng tôi chưa từng đối đầu ở châu Âu và cũng là lần đầu tiên tôi đối mặt với họ. Vì vậy, tôi cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng để sẵn sàng cho hai trận đấu đó như các trận chung kết mà chúng tôi đã trải qua. Tôi nghĩ rằng cho đến khi đó thì nhiều điều có thể xảy ra. Chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ và tiếp tục cải thiện hơn nữa để sẵn sàng đối mặt với Real Sociedad. Dĩ nhiên khi bước vào tới vòng knockout của một giải đấu như Champions League thì bất kỳ câu lạc bộ nào cũng sẽ muốn mình bốc trúng một lá thăm được đánh giá là dễ thở để gia tăng cơ hội đi tiếp cho chính mình. Dù khi bước vào tới vòng đấu này thì chắc chắn đội bóng nào cũng sẽ quyết tâm để đội bóng con cưng của mình có được tấm vé đi tiếp. Nhưng chúng ta cũng sẽ không thể phủ nhận rằng vẫn còn đó những lá thăm được đánh giá là cửa dưới như những gì mà Real Madrid, Bayern Munich hay Man City đã cùng có được ngày hôm qua. Việc không có những cặp đấu thuộc hàng kinh điển ở vòng 1/8 Champions League tới đây cũng đồng nghĩa với việc sẽ có những ông lớn có quyền thở phào với lá thăm của mình. Ba cái tên có thể nở nụ cười ngay sau khi kết quả bốc thăm được công bố chính là Bayern Munich, Real Madrid cùng với Man City. Và trùng hợp thay, đây đều là ba đội bóng đang phải đối mặt với những vấn đề không nhỏ của riêng mình. Đối với Bayern Munich, sự thiếu ổn định có thể sẽ là rào cản khiến cho huấn luyện viên Thomas Tuchel cùng các học trò phải đối mặt với những khó khăn ở mùa giải năm nay. Dù đã một lần nữa có được thành tích toàn thắng ở vòng bảng của Champions League, nhưng không thể phủ nhận rằng đội chủ sân Allianz Arena đã gặp phải không ít những vấn đề trong hệ thống của mình ở Bundesliga. Họ có thể vẫn là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch với những chiến thắng liên tiếp bằng tỷ số hủy diệt. Tuy nhiên, trong một ngày thiếu may mắn, Bayern dường như sẽ đánh mất đi hình ảnh của một ông lớn và hoàn toàn có thể phải nhận một trận thua bạc nhược. Nhưng ở sân chơi Champions League, họ không được phép để những sai lầm như vậy xảy ra và một đối thủ như Lazio có thể được xem là lá thăm vừa sức dành cho nhà đương kim vô địch nước Đức. Với một đội bóng chỉ đứng giữa ở bảng xếp hạng của Serie A, Bayern Munich nếu thi đấu đúng phong độ thì chắc chắn sẽ không gặp phải quá nhiều khó khăn và họ hoàn toàn có thể bảo toàn lực lượng để hướng tới giai đoạn căng thẳng bậc nhất của mùa giải. Trong khi đó, Real Madrid giữa guồng quay của cơn bão chấn thương cũng đã có phần thở phào nhẹ nhõm khi đối thủ của họ vòng 16 đội Champions League mùa này sẽ chỉ là RB Leipzig. Trên thực tế, đại diện của nước Đức trong những năm gần đây luôn biết cách để lại ấn tượng với người hâm mộ bóng đá châu Âu bằng lối chơi phóng khoáng và có thể dồn ép đối phương khi cần thiết. Họ cũng đã có được một giai đoạn vòng bảng khá tốt khi có được 4 chiến thắng và chỉ thua 2 trận trước Man City. Tuy nhiên, với đẳng cấp của mình, Los Blancos nhiều khả năng cũng sẽ không phải đối mặt với quá nhiều khó khăn khi chạm trán với đối thủ này. Dù vẫn còn thiếu vắng đi sự phục vụ của một số trụ cột, nhưng rõ ràng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vẫn có đủ những cái tên biết cách tạo nên sự khác biệt như Jude Bellingham hay Rodrigo. Chính vì vậy, việc chỉ phải đụng độ với Lazio có thể được xem là lá thăm dễ thở nhất mà đội bóng Hoàng gia phải đối mặt ở vòng đấu này. Man City chắc chắn là đội vui nhất sau lượt bốc thăm này, không hề có ý thiếu tôn trọng với Copenhagen, nhưng đây là lá thăm mà tất cả các đội đều muốn có được. Đó là những nhận định của tờ The Athletic sau khi Man City có được lá thăm Copenhagen ở vòng 16 đội. Có lẽ những nhận định của tờ báo nổi tiếng này cũng chẳng sai khi mà nhà đương kim vô địch châu Âu trong bối cảnh đang không có được phong độ ổn định thì lại bốc trúng một trong những cái tên bị đánh giá thấp nhất của vòng đấu loại trực tiếp Champions League mùa này. Đây có thể được xem là một món quà Giáng sinh đối với các học trò của Pep Guardiola và chỉ có một cơn địa chấn mới có thể ngăn cản đội chủ sân Etihad đi tiếp ở vòng đấu này. Những cuộc đại chiến giữa các đội bóng lớn tại vòng knockout là điều mà những khán giả theo dõi UEFA Champions League luôn luôn chờ đợi. Không chỉ là câu chuyện về sự hấp dẫn kịch tính của trận đấu mà những cuộc đối đầu giữa các ngôi sao cũng được đông đảo người hâm mộ chờ đợi. Ngoài ra, việc gặp đối thủ sừng sỏ cũng chính là thước đo cho bản lĩnh của một đội bóng tại đấu trường danh giá nhất châu Âu. Đó là điều bất di bất dịch từ xưa tới giờ. Và tại vòng 1/8 năm nay, đâu sẽ là những cặp đấu đáng chú ý nhất? Năm nay ở vòng 16 đội chưa xuất hiện cặp đấu kinh điển, nhưng hứa hẹn sẽ rất khó lường do có nhiều màn chạm trán cân tài cân sức. Nhà vô địch La Liga Barcelona sẽ đối đầu với đương kim vô địch nước Ý Napoli ở vòng 16 đội. Đây là cặp đấu có thể coi là đáng chú ý nhất ở vòng này. Hai đội đều đang trải qua một mùa giải khó khăn. Đối với Napoli, họ đã mất huấn luyện viên Luciano Spalletti vào mùa hè sau hành trình lịch sử.
và vẫn đang chật vật tìm cách thích ứng với sự ra đi của ông. Dưới thời huấn luyện viên Walter Mazzarri, Napoli đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng Serie A. Dù phong độ chưa hoàn hảo nhưng Barca có lẽ phải dè chừng tiền đạo Victor Osimhen và tiền vệ Vitcha và Raskelia trong đội hình của họ. Còn đối với Blaugrana, họ đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng La Liga với màn trình diễn rất thiếu ổn định. Họ kém đội đầu bảng tới 7 điểm và cũng phải chật vật để qua được vòng bảng cúp C1 mùa này. Những áp lực đang dồn lên vai huấn luyện viên Xavi và có tin đồn ông có thể bị sa thải nếu không thể giúp đội nhà cải thiện. Tấm vé vào tứ kết sẽ là nhiệm vụ bắt buộc với Barca trong lần đầu tiên họ vượt qua vòng bảng sau 2 năm. Tiếp theo, kể tới trận đấu có sự góp mặt của Arsenal, đoàn quân của Mikel Arteta sẽ đá trận lượt đi trên sân Emirates trước khi hành quân đến Estadio do Dragão cho trận lượt về. May mắn thay cho Arsenal, họ đã tránh được một trong những đối thủ mạnh ở nhóm 2 trong lần đầu trở lại Champions League sau 7 năm. Đây sẽ là lần đầu tiên hai đội gặp nhau kể từ mùa giải 2009-2010. Khi đó, thầy trò huấn luyện viên Arsene Wenger đã thua 1-2 trước đại diện Bồ Đào Nha trận lượt đi, nhưng đánh bại Porto với chiến thắng 5-0 vào tháng 3 năm 2010 ở trận lượt về. Trước trận đấu đó, cả hai đã gặp nhau vòng bảng năm 2008 và 2006, trong đó Arsenal thắng 2 và Porto thắng 1. Đại diện Bồ Đào Nha chưa bao giờ thắng khi đá ở London, nên đây có thể coi là thống kê tiếp thêm tự tin cho Arsenal. Tuy nhiên, việc pháo thủ tham vọng ở cuộc đua Premier League có thể khiến họ gặp khó khăn trong việc duy trì phong độ như ý ở cúp châu Âu. Và giai đoạn tháng 2, họ sẽ rất bận rộn với lịch trình ở quốc nội và châu Âu. Với một đội hình non trẻ, thầy trò Arteta sẽ đối mặt với sức ép không nhỏ. Những cầu thủ thiếu kinh nghiệm của họ có thể sẽ gặp khó khăn trước Porto, đội từng hai lần lên ngôi cúp C1 trong quá khứ. Với một đội hình gồm những tài năng như Taremi và Pepe giàu kinh nghiệm, Porto vẫn có thể lạc quan về cơ hội đi tiếp, đặc biệt là sau những gì họ thể hiện ở vòng bảng có Barcelona. Đây sẽ là lần đầu tiên hai đội đối đầu trong lịch sử Real Sociedad đã thể hiện bộ mặt thuyết phục ở vòng bảng khi đứng nhất bảng D. Huấn luyện viên Imanol Anguarasin sở hữu đội hình gắn kết nổi bật là Takefusa Kubo người Nhật Bản. Có thể họ thiếu kinh nghiệm thi đấu ở cúp châu Âu khi mới có lần thứ hai lọt vào vòng 16 đội, nhưng họ là đội có hàng thủ tốt nhất vòng bảng khi chỉ để thủng lưới vỏn vẹn 2 bàn. Đây sẽ là lần đầu tiên Paris Saint-Germain đối đầu với một đội bóng Tây Ban Nha kể từ khi bị Real Madrid loại ở vòng 16 đội vào tháng 3 năm 2022. Thầy trò Luis Enrique vừa chật vật để đi tiếp ở bảng tử thần, cũng chưa thể hiện được phong độ thuyết phục. Kylian Mbappe sẽ là niềm hy vọng của đội bóng thủ đô ở đấu trường này. Như thường lệ, Champions League sẽ trở lại vào đúng dịp lễ tình nhân. Các đội bóng sẽ còn khoảng 2 tháng để chuẩn bị và còn cả một kỳ chuyển nhượng trước mắt để bổ sung lực lượng. Tất cả chúng ta đều sẽ chờ đợi bất ngờ hay thậm chí là những cơn địa chấn sẽ xuất hiện ở vòng 1/8. Còn giờ là lời tạm biệt từ ekip của kênh Bình Luận Viên Anh Show. Cảm ơn đã luôn đồng hành với Phút Bù Giờ. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong các chương trình sau.